với Hari Won, Trấn Thành là người đàn ông khôn nhất showbiz Việt. Đừng nghĩ Trấn Thành không toan tính gì khi lấy Hari, trên thực tế gã đã được rất nhiều khi lấy được cô nàng Hari ấy. Chẳng khán giả nào có thể nghi ngờ về khả năng trí tuệ của Trấn Thành được cả. Tại MC đó mà không thông minh thì khái niệm chỉ số IQ có lẽ không cần tồn tại nữa. Tuy nhiên, cái thông minh hoặc ngôn của Trấn Thành không chỉ được thể hiện trên sân khấu hay khả năng học hỏi thuộc hàng khó gặp của hắn, mà còn ở trong chính lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời, lấy vợ. Đúng vậy, riêng về khoản chọn vợ, Trấn Thành khôn nhất showbiz Việt. Trấn Thành khôn ở chỗ nào? Chuyện lấy vợ luôn là chuyện hệ trọng đối với tất cả mọi người, chứ chẳng riêng gì là nghệ sĩ. Và như mọi gã đàn ông khác trên đời, Trấn Thành cũng cần phải tính toán khi lấy Hari Won. Đừng nói gã không toan tính gì, bởi cứ nhìn vào cuộc sống sau hôn nhân của gã, người ta sẽ phải ồ lên một câu rằng tay MC này khôn thật. Hari không thuộc dạng mỹ nữ sắc nước hương trời, cũng không sở hữu chân dài hay sữa đo ba vòng theo kiểu hoa hậu, hoa khôi. Trong giới nghệ sĩ, nhan sắc của cô cũng thuộc dạng xinh nhưng không thể gọi là xuất sắc. Khả năng kiếm tiền của cô khá ổn, nhưng cũng khó mà sánh kịp với một vài gương mặt đình đám trong showbiz Việt thời điểm này. Gia thế khủng càng là điều xa vời khi nhắc về cô nàng ca sĩ, vì khán giả nào cũng biết thừa chuyện Hari từng khó khăn ra sao khi khởi nghiệp. Tầm ảnh hưởng trong showbiz của Hari mạnh mẽ, nhưng là so với người khác chứ không phải Trấn Thành. Ít ra thì trong giới giải trí, không có mấy ngôi sao đủ tự tin so lượng fan hay sức hút với Trấn Thành hết cả, vì đó là điều cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Vậy thì rốt cuộc Trấn Thành khôn ở chỗ nào khi chọn Hari? Cô không quá đẹp, cũng chẳng quá giàu, cũng không phải là chỗ dựa tốt để hắn tiến thân. Đó cũng chỉ là nhận định chung của nhiều khán giả khi cuộc hôn nhân của họ vừa được khởi đầu. Có điều càng về sau, người ta càng thấy rằng Trấn Thành là một gã đàn ông tỉnh táo. Gã không lấy vợ bằng cách đặt cô lên bàn cân để đồng đếm giá trị, mà là lấy người mình yêu và thật sự yêu mình. Gã được gì ư? Một người vợ theo đúng nghĩa và một cuộc hôn nhân hiếm có trong showbiz. Chẳng khó khăn lắm để Trấn Thành cưới một nàng hoa hậu chân dài miên man hay thậm chí là một nữ đại gia lắm tiền nhiều của. Dù gã không hẳn đẹp trai hay soái ca gì cho lắm, nhưng cái duyên dáng và danh tiếng của một ngôi sao hạng A thừa sức giúp Trấn Thành cưa đổ mọi bóng hồng. Nhưng rốt cuộc, nếu làm vậy thì gã đang làm giám khảo cuộc thi nhan sắc hay là làm kinh tế, chứ nào phải đi lấy vợ. Trấn Thành được gì và mất gì khi cưới Hari? Cưới Hari, Trấn Thành có mất mát gì ngoài tự do hay không thì có lẽ chỉ gã biết. Nhưng về cái được thì hình như những người ngoài cuộc cũng có thể nhìn thấy dễ dàng. Gã không có thêm một chỗ dựa khủng để tiến thân, nhưng lại được thêm một người bạn tri kỷ để mà trêu chọc, tâm sự, sẻ chia mọi lúc mọi nơi, kể cả trên giường hay ngoài phố. Cái được này là điều rất hiếm cả đàn ông nào có được khi lấy vợ, đừng nói tới những ngôi sao showbiz như Trấn Thành. Gã không kiếm được một mỏ vàng khi lấy vợ, nhưng lại sở hữu một cô vợ tay hờm chìa khóa, đủ tin tưởng để giữ toàn bộ tài sản cho mình. Lấy vợ giàu, chưa chắc tài sản đã là của gã, nhưng lấy được một người vợ đủ tin tưởng và tử tế, đàn ông sẽ có được nhiều điều quý giá hơn là vàng. Gã cũng không được lợi lộc quá nhiều khi lấy vợ, nhưng rốt cuộc thì gã đang sở hữu một cuộc hôn nhân hy hữu và nhiều tiếng cười nhất của showbiz Việt. Ai bảo gã không toan tính khi lấy Hari? Chỉ là tính toán của Trấn Thành không nhắm vào những lợi ích ngay trước mắt. Gã nhắm tới những điều xa xôi hơn, ý nghĩa hơn mà một gã đàn ông vốn rất cần. Gã không phải gồng mình lên như nhiều người khác để chứng tỏ với đám đông rằng cuộc sống hôn nhân của tôi đẹp lắm, ngôn tình lắm. Bởi dù có nói xấu nhau, cãi nhau hay mắng mỏ nhau, thì ai cũng nhìn ra cuộc sống của cặp đôi này vui nhộn và ít màu mè hơn xa với những cặp đôi showbiz. Gã cũng không cần phải chiều chuộng hay làm mọi thứ theo ý cô vợ đại gia nào cả. Cũng chẳng cần phải lo tới những xì xầm kiểu lên đời khi lấy vợ, vì gã đã đang được nắm trong tay chính mình. Và nếu có lên đời thì đó cũng là thành quả chung của hai vợ chồng gã cùng nỗ lực. Cuộc đời một người không chỉ cần có tiền bạc hay của cải, hạnh phúc, niềm vui và những tiếng cười đôi khi còn quan trọng hơn nhiều so với những thứ vật chất người ta mải mê tìm kiếm. Lấy Hari, Trấn Thành có cả hai. Ai dám bảo gã dại dột khi lấy vợ? Hãy nhìn cách gã cùng cô vợ phủ sóng game show bằng cách chơi nhắn nhít, thông minh và cực kỳ hút khán giả. Người ta sẽ hiểu rằng cặp đôi này đang đưa nhau lên, chứ không phải Trấn Thành cộng Hari. Sự hợp rơ tới mức đáng nể của cặp đôi vợ chồng này đã tạo ra một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của mọi người. Ai dám chắc sự kết hợp này không tạo ra được mỏ vàng mới để vợ chồng họ cùng nhau đào xới. Cuối cùng, cái được lớn nhất của Trấn Thành khi cưới vợ sẽ là một điều cực kỳ đơn giản. Gã được là chính mình, được sống với cảm xúc thật, tính cách thật và con người thật. Điều mà không nhiều ngôi sao showbiz có được khi lựa chọn cuộc sống hôn nhân.
Trấn Thành, Hadi Won bị quản lý bốc phốt, mời đi ăn sinh nhật nhưng không có tâm, chỉ lo hôn nhau. Vợ chồng Trấn Thành và Hadi Won mới đây đã bị quản lý bốc phốt trên mạng xã hội vì cho là có lòng nhưng không có tâm khi đến mừng sinh nhật. Vừa trở về sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, vợ chồng Trấn Thành và Hadi Won nhanh chóng mừng sinh nhật người chị em thân thiết và cũng là quản lý đồng hành. Chuẩn bị quà mừng, cặp tình nhân ngôi sao cũng tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho người này tại một nhà hàng Pháp sang trọng. Những hình ảnh đẹp của vợ chồng ngay sau đó đã được Hadi Won chia sẻ. Vừa đăng tải, giọng ca Anh Cứ Đi Đi và ông xã của cô đã bị chủ nhân bữa tiệc sinh nhật vào bóc phốt. Theo đó, quản lý của Hadi Won kể lại, hành trình được mừng sinh nhật nhưng lại là người thừa khi nhân vật chính không có lấy một tấm hình, trong khi Xin Ri liên tục selfie như thể tiệc của đôi ta. Khoảnh khắc tình bể bình của Trấn Thành và Hadi Won khi đi sinh nhật quản lý. Hai vợ chồng cũng có lòng, vừa xuống sân bay là gọi điện thoại hẹn chị ra đi ăn sinh nhật tại quán Pháp xịn hẳn hoi. Hai vợ chồng chụp hình đi ăn sinh nhật từ lúc đi trong xe ra đến bàn tiệc, khi đi về cũng chụp luôn. Lúc hai vợ chồng chụp, tôi ngồi trước mặt, bữa tiệc sinh nhật của tôi cũng make up ăn mặc sang trọng lắm, cũng đeo giỏ đỏ luôn, nhưng chỉ ngồi sau cười, tưởng rằng lát ba đứa sẽ chụp chung chứ. Được cái đi sinh nhật mà tiếu tích chụp chung với nhau, chụp giỏ sách này kia rồi đăng lên mạng xã hội chúc mừng chị. Còn tác hẳn tên vào luôn kiểu yêu thương. Thế nhưng kiếm không ra cái mặt tôi, mà tác gì không biết. Ai thương ghép cái mặt tôi và cái giỏ đỏ giùm, tâm lý gì kỳ vậy? Quản lý của Hadi Won tâm sự. Chia sẻ tâm tư của quản lý về bữa tiệc sinh nhật, được vợ chồng Hadi Won và Trấn Thành chúc mừng đã nhận được sự quan tâm. Nhìn hình ảnh tình tứ của Xin Ri và nghe kể về bữa tiệc, bạn bè thân thiết hớm hỉnh chờ vợ chồng ngôi sao, chắc tưởng đi ăn kỷ niệm ngày cưới. Số khác lại tinh nghịch đá xoáy cả vợ chồng Trấn Thành và Hadi Won bằng lời lẽ phũ phàng, có lòng nhưng chưa có tâm, và ủng hộ quản lý kiện hai người đó công khai trên Facebook. Trước những lời bàn tán xung quanh, Hadi Won lên tiếng thanh minh. Xin lỗi quản lý, bà xã Trấn Thành phân trần. Bởi vậy em mới viết là sinh nhật chị và chính là chị. Thế nhưng giờ em mới biết là không có chụp hình chung với chị nên em xin lỗi chị đó. Em ơi, đăng hình mà em cũng buồn cười lắm, ăn sinh nhật kỳ cục gì đâu. Ngay cả gương thanh minh, quản lý của Hadi Won tiếp tục bày tỏ nỗi ấm ức khi từ nữ chính bị đẩy xuống vai quần chúng. Ủa, tao có ngồi kế bên mà, đâu phải tao không có mặt hay chết rồi đâu. Mày không hề kêu tao chụp chung luôn đó. Vào ăn mà hai vợ chồng hôn hít rồi tự chụp hình với nhau không hiểu luôn. Trong trạng thái bốc phốt hài hước của quản lý về vợ chồng Trấn Thành trong cuộc sống đời thường đang được lan truyền mạnh. Đáng yêu, dễ thương, hớm hỉnh, tinh nghịch là ngôn ngữ mọi người dành cho cặp vợ chồng ngôi sao. Hôm 14 tháng 7 vừa qua là ngày sinh nhật mừng tuổi mới của quản lý, tuy nhiên Hadi Won và ông xã Trấn Thành lại đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Từ xứ sở cờ hoa, nữ ca sĩ gốc Hàn Quốc đã có đôi lời chúc mừng gửi đến người chị thân thiết qua mạng xã hội. Sinh nhật của chị, một chị gái yêu thương và là quản lý của mình. Em chúc chị sức khỏe, hạnh phúc, thành công và kiếm thật nhiều tiền. Hadi Won và Trấn Thành gửi lời chúc. Cưới nhau đã 2 năm, Trấn Thành xúc động khi Hadi Won lần đầu làm điều này. Từ trước đến nay, Trấn Thành mới là người chăm sóc vợ từng ly từng tí, vì thế anh không giấu được niềm vui khi bà xã đã làm điều ngược lại. Dù tỏ ra xúc động trước việc được vợ lo lắng tận tình, nhưng nam MC cũng không quên trêu ghẹo bà xã. Mới đây trên trang cá nhân, MC Trấn Thành vừa đăng tải dòng trạng thái kể về cuộc sống vợ chồng sau hôn nhân. Anh tâm sự hài hước, nghe tin tôi đi quay xa nhà nửa tháng, lần đầu tiên mới thấy chị ba xông xáo xếp đồ xếp đạc cá nhân, quần áo thuốc men cho chồng. Một chuyện mà tôi nghĩ cả đời này chắc chỉ có mình tôi làm cho bả. Thực ra hắn làm rất khéo léo và ngăn nắp, nhưng ngặt nỗi hắn thấy tôi nuông chiều hắn quá nên nhất quyết không làm. Hôm nay tự nhiên mắc cái chứng gì mà thấy bả bánh bèo hẳn ra khi tỏ ra bệnh rịnh trước lúc chồng ra sân bay. Bả nói chứ, anh ơi, dạo này em feel like a wife rồi, lạ quá. Nói ra không phải khốn nạn chứ, mặc dù rất cảm động trước những gì hắn làm cho mình, nhưng tôi chợt nhận ra, lấy tôi gần 2 năm rồi mà tới giờ hắn mới feel được cái cảm giác làm vợ. Là chắc vì suốt thời gian qua, hắn đang bận feel cái cảm giác làm mẹ. Love you honey, tâm sự vu vơ một buổi trưa kinh đô Huế. Tiết lộ của Trấn Thành khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi lẽ đến tận 2 năm sau khi kết hôn, anh mới biết được cảm giác được bà xã lo lắng trước khi đi làm xa. Dẫu vậy, nhiều người cũng tỏ ra ghen tị với Hadi Won khi lấy được người chồng tài năng, điển trai, lại rất biết cách chăm sóc vợ. Trong khi đó, nữ ca sĩ Hadi Won đang hoang mang khi không biết chồng mình đang khen hay là chê bai mình. Theo như lời chia sẻ của giọng ca Anh Cứ Đi Đi, cuộc sống hôn nhân làm dâu của cô khá thoải mái. Rất may khi cô được gia đình Trấn Thành yêu thương, thông cảm cho công việc nghệ sĩ, nên không yêu cầu bất cứ điều gì từ cô, thậm chí bố mẹ còn chăm sóc ngược lại cho con dâu. Sau nhiều tin đồn bên lề, cặp đôi này vẫn rất hạnh phúc và thường xuyên thực hiện những hành động lãng mạn với nhau.